Giới thiệu cho anh em đặc sản Lò Ba. Đây phải đặc sản Lò Ba không? Hay là đặc sản Lò Ba nha anh em. Không phải riêng một mình Lò Ba mà ba kia lò luôn. Đó. Là một, là hai, là B. Làng cát. Đó. Trên camera màn hình đây là mình kêu là đặc sản Lò Ba, là anh em dòm vô màn hình là biết đặc sản là cái nào nha. Lưỡi rồng. Lưỡi rồng, đây là cây lưỡi rồng thuộc họ xương rồng. Mua xương rồng. Đại đại vậy ơi. Đây mấy cái miếng đây là lạng rồi. Lạng long ra rồi nè anh em. Đây mình lấy một cái miếng mà chưa lạng long cho anh em xem. Anh em nào ở biển hay là ở một vài cái vùng miền nào đó là mà hay hay sử dụng cái cây này là dòm vô là biết, nhìn một phát là biết ngay đó. Dân mạng có câu xem vậy á, mình thì mình ghét mấy câu hay xem lắm, nhưng mà tụi nó nói lâu thì nghe cũng quen quen, thấy cũng vui vui. Người mà tạo ra cho cái món đặc sản không ai khác lại là anh Năm Về đây, Covid. Mà đi kèm với cái món đặc sản này á, mà muốn nấu cho ngon á là đây keo. Nhớ lại kỷ niệm thời kháng chiến chống Mỹ chống Pháp hả anh em? Nói chuyện một phát Mỹ nghe. Bữa nào mình sẽ làm một cái video về anh Năm mà tham gia cái chiến trường mà thọ tiễn cho anh em nghe nha. Chiến trường của anh Năm ác liệt lắm. Chiến trường của anh Năm là không có bom đạn nhưng mà cỡ hoành tráng lắm, toàn là gom góp của ai cỡ lại anh em tham khảo không à. Người thực hiện cái món này là đâu biết lo không đó, đẹp trai không, rực rỡ không đó. Anh em xem là mình quay lên camera đây, mình nói rực rỡ là anh em biết rực rỡ nó đang chỗ nào liền nha. Cho nguyên của cà rê đi kẹt khoa xương rồng quá đẻ quá tuyệt vời. Cũng nói vui anh em là mình quay như các cái video và ẩm thực của cái kênh mình đó, thì đa phần cái lượt xem nó không có cao, nhưng mà trong cái cuộc sống sinh hoạt đi biển của anh em thì mình không chỉ quay về đánh bắt không, mình quay về toàn cảnh sinh hoạt của anh em trên tàu, thì quay những cái cảnh hoàng xung quanh những cái nơi mà mình đến cho anh em xem, chứ quay đánh bắt không thì cũng rất nhiều anh em vào xem nhưng mà lâu nó cũng chán anh em. Một số vài anh em thì thắc mắc đăng ký cái kênh nó không được ở những cái phần chia sẻ, thì anh em vào trong thẳng cái phần YouTube á, anh em đánh vô cái chữ bố về đi biển thì nó sẽ ra cái kênh của mình. Anh em nhấp vào chữ đăng ký bấm chuông thì những cái video tiếp theo á là mình có đăng lên thì nó sẽ gửi cái thông báo ngay về cho anh em xem. Thì mình cũng mong là anh em ủng hộ kênh để cho mình lấy cái nút bạc YouTube về với anh em miền biển, cũng là cái niềm tự hào chung của tất cả anh em luôn, nhưng không riêng một mình. Bởi vì cái lượt xem của cái video mình nói chung là nó cũng thường thôi, nó cũng không nhiều, cho nên là gọi là làm cái YouTube như mình mà làm để kiếm tiền thì thiệt ra nó cũng không có đúng, bởi vì nó không có bao nhiêu hết, chứ là mình cũng không có đặt cái quảng cáo trên video nhiều. Bởi vì đặt quảng cáo trên video nhiều thì anh em xem thì nó cứ hiện quảng cáo liên tục, cho nên là nó rất là khó chịu. Cho nên là mình chủ yếu đăng video cho anh em xem, rồi anh em chia sẻ video, đăng ký kênh để tăng cái lượt người đăng ký, rồi tăng lượt người đăng ký để mình sớm nhận cái nút bạc. Nếu một ngày nào đó mình nhận nút bạc thì hạnh phúc lắm.
mình sẽ mang ra ngoài biển rồi review, mình khui cái nút bạc ra cho anh em xem. Bởi vì những cái kênh khác thì họ nhận cái nút bạc, nút vàng ở những cái lĩnh vực khác rất là nhiều, nhưng mà cái lĩnh vực mà bờ biển á thì cũng có một người hoặc hai người gì đó nhận nút bạc rồi, nhưng mà những người đó là những người đi làm chuyên vào video. Những người đó là những người chỉ theo cái tàu rồi đi làm video, chứ không phải là những cái người mà thiệt sự vừa đi đánh bắt vừa đi sinh sống trên biển giống như mình mà làm video mà để nhận cái nút bạc thì mình chưa có thấy. Cho nên là mình mong là kênh của mình là sẽ là một trong những cái kênh mà sẽ nhận cái nút bạc mang về với đánh bắt biển nha, mọi người cùng vui. Để gì không? Người ta cũng ghi nhận là anh em đi biển cũng có khả năng làm không YouTube mang về nút bạc cho mọi người xem nha. Đó. Đó, anh Nam đang sắt lưỡi rồng nè anh em. Sở dĩ nó có tên lưỡi rồng bởi vì hình như là cái mình thấy cái miếng này nó giống cái dạng cái lưỡi, người ta chắc là người ta mường tượng lên, nhân hóa lên là giống cái lưỡi của con rồng cho nên đặt lưỡi rồng luôn, đại loại là vậy. Anh em đăng ký kênh mình vô YouTube, mình đánh chữ bố về đi biển nha anh em, rồi anh em bấm vào nút đăng ký nhấn chuông. Thì cái hình thức đăng ký là nó đơn giản như vậy, là nó đăng ký là miễn phí hoàn toàn nha anh em. Anh em có tài khoản YouTube thì anh em đăng ký. Đây là cái video mình quay về cái món canh lưỡi rồng, cộng thêm chia sẻ một vài điều với anh em. Cộng thêm thì ở những cái video sau thì có rất nhiều anh em lên bình luận, nhưng mà mình đi làm mình không có trả lời cho anh em hết được. Thì lần sau nữa mình sẽ gom những cái câu hỏi của anh em rồi mình sẽ trả lời thẳng trên video luôn cho anh em nào có sự thắc mắc trong các video thì mình trả lời trực tiếp lên video luôn cho anh em. Chứ trong bình luận thì mình đi biển thì cái mạng sóng nó không tương đối yếu, cho nên là vô mà trả lời bình luận thì nó rất là lâu, cho nên là nhiều anh em vô hỏi mình không kịp trả lời thì anh em cũng buồn. Còn thời gian về nhà thì nó tranh thủ mạng mạnh thì mình sẽ tranh thủ mình làm một lần 3-4 cái video một lần luôn. Mình làm một lần 3-4 cái video thì nó mất tầm 2 ngày để xử lý bài bản cho anh em xem được. Thì trong 2 ngày đó là mình không có đi đâu, không làm gì được, chỉ có đi uống cà phê một xíu buổi sáng rồi về làm video 3-4 cái, bắt đầu mình đăng lên trên kênh và mình cài đặt thời gian hết, thì tới giờ đó là những cái video đó tự động nó bật lên thôi đó. Cho nên là đây cũng là cái lời tâm sự luôn đối với anh em, là làm YouTube đây nó bận rộn cũng đau đầu đó. Nó xử lý video rồi cắt gọt làm này kia, nhưng mà nó cũng thấy vui vui, làm mới đầu làm thì thấy nó cũng hơi rắc rối, làm lâu nó quen tay quen chân rồi thấy nó cũng vui vui. Đây quay trở lại với cái món ăn chính, cái ồ bây giờ sẽ chị cao đỡ viên con về bỏ vô nấu luôn hả anh Năm. Ồ này con cũng nhỏ thôi cũng lớn. Nếu mà anh em thích xem gì ẩm thực thì anh em cũng có thể theo dõi cái kênh mình, bởi vì kênh mình cũng hay quay về cái thức ăn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của anh em, nhưng mà đa phần là những cái món ăn thông thường của anh em trên biển thôi, chứ không phải là những cái món ăn đặc sắc để chuyên làm các cái kênh YouTube như về đồ ăn ẩm thực thức uống. Cho nên là mình thấy là cái lượng video mà sinh hoạt của anh em thì cái lượt xem nó cũng thường, nó không có cao, 5-7 ngàn đến 10 ngàn. Đó. Thì
Thì đây là một vài cái chia sẻ. Ngoài cái món cá ồ sỉ câu nấu canh lưỡi rồng thì có thêm cá ồ chiên. Cá ồ chiên này vô quá đẻ luôn. Cá ồ chiên ra đều biết lơ hon. Đều biết này là biết lắm. Biết này muốn nấu món gì là có món đó. Đây, tấm thân nhỏ bé này xin chào đến toàn thể anh em. Đó, đặc sản canh lưỡi rồng mà đầu bếp lơ hon thực hiện nè. Bây giờ vô xô nè. Quá lâu mà ăn lại món này biết từ bao lâu đây. Mười mấy năm. Chắc phải cỡ tầm đó. Tầm mấy hoặc 20 năm. Lâu quá lâu chưa ăn món này. Từ bên Mỹ giờ cuối thời đẹp. Từ bên Mỹ giờ không thèm gì thèm. Ký ức nó vô về. Nghe Nam nói không? Nam nói lại. Từ bên Mỹ không tìm canh gì, tìm canh lưỡi rồng, biểu tìm lưỡi rồng với cây chù nấu canh lưỡi rồng. Đúng rồi. Từ bên Mỹ mà bên USA mà nó thuộc tiểu bang California. Khọt đi nha. Tiểu bang California mà về tới Việt Nam mà không thèm gì thèm canh lưỡi rồng này. Đó. Hả? Anh em đăng ký kênh bằng cách là bấm vô YouTube, bấm vô bố về đi biển, bấm vào phần đăng ký kênh, bấm chuông thì sẽ đăng ký kênh, là đăng ký hình thức này đăng ký là miễn phí hoàn toàn nha anh em. Đó, đợt này mình làm quyết liệt là muốn lấy cái nút bạc về với bà con dân biển thôi, không phải riêng mình có một cái niềm hạnh phúc, cái động lực để cho mình làm YouTube nó vui đó. Quay kênh bố về vô Tết tặng thùng bia. Nghe Hon nói không, bạn nào đăng ký kênh bình luận mãnh liệt luôn á là Tết tặng thùng bia nha. Sài Gòn nha qua bia Sài Gòn anh em, bạn nào thích uống bia gì là tặng bia đó. Bạn nào uống Guinea tặng Guinea, bạn nào uống bia lít là tặng bia lít, quay bia lít lên. trùm bia lít nè. Bạn nào uống canh bạc thì mình tặng canh bạc vậy thôi. Còn bạn nào uống nước ngọt là tặng nước ngọt nha. Bạn nào uống nước suối là tặng nước suối. Quay đặc sản cho anh em xem, cũng như là tâm sự với anh em, độc thoại tâm sự anh em cho vui. Cuộc sống này đâu chỉ có đi làm, có phần thưởng thức nữa. Mà đeo chua gì đâu không? Chua tao nó chua nó dịu dữ ăn. Xin mời toàn thể anh em nha. Xin mời toàn thể anh em, kẻ nhà, những người đã đăng ký kênh và những anh em nào chưa đăng ký thì vào phần đăng ký nha. Quay cảm xúc anh em ăn rồi, cảm giác nó ngon rồi mới thấy cái sự cho thôi chạy được không anh? Mới đem lên rồi luộc. Rồi đem luộc. Mở tí ăn ngon đó không? Bè mười mấy nồi bánh ổ quá. Còn này trò này bè mười mấy mua cà phê. Cà phê hạt á nha anh em. Anh này bè năm mười mấy mua dịch. Đây, mắm nè, mắm tự anh em muối luôn, muối ở trên ghe rồi nhỉ đây luôn. Mình nói đây là nói chân thành nha, không phải là nói vui quay lua nha. Mình ra mình quay luôn cái canh mắm luôn cho anh em xem. Đây, ra quay canh mắm luôn cho anh em xem. Đó. Nói cái sách mắt cái trứng. Đó. Tốn công leo lên cái bin dòng nữa, bỏ ăn bỏ uống leo lên cái bin dòng nữa, quay anh em xem đó. Canh mắm này canh mắm muối trong cái canh mà nước lọc á.
Rồi xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở video tâm sự tiếp theo.